Xin chào anh em, hôm nay mình có một chuyến đi biểu diễn tại Lagi Bình Thuận và xem siêu phủ đặt bò thi đấu giải O35. Sẵn tiện làm nhẹ một trận bóng sân 7 khá mệt người tại nơi đây. Và hành trình này sẽ diễn ra như thế nào? Mời anh em cùng xem nhé. Tôi là Thi Freestyle. Đã có mặt tại xã Tân Phước, Lagi, Bình Thuận. Hello cả nhà. Nay mình có mặt tại Lagi biểu diễn khai mạc giải bóng đá tại xã Tân Phước. Và đây là đường đi vào sân. Giải bóng đá sân 5 xã Tân Phước tranh cúp Heineken 2023. Mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là anh Đậu Thành Đạt, hay còn gọi là Đạt Bo, một siêu phủi khét tiếng trong giới bóng đá phong trào trong những năm 2009-2010, có quê ở Lagi Bình Thuận, người đưa mình xuống biểu diễn buổi ngày hôm nay. Giờ thì anh đã hơn 35 tuổi rồi, nhưng chơi bóng vẫn còn hay lắm nha. Thành tích đó giờ mà anh nhớ nhất về bóng đá? Thế giới bóng đá đường phố. Năm mấy ta? Năm 2013. Quá dữ luôn. Nhà vô địch thế giới Tiger Chief Football nha anh em. Quá ghê, quá ghê. Rồi hôm nay đá giải là giải gì anh? Giải này xã Tân Phước ở quê mình nha anh em. Dạ. Ở Lagi Bình Thuận. Ở dưới đây đá bóng nảy với mình muốn trì như Sài Gòn mình. Dạ. Sinh năm 1985 trở lên. Còn ba cầu dưới là từ 89 đến 86. Dạ. Ở đây là 1985 trở lên hết đúng không? Rồi ok, chúc anh Bo có trận ra quân giành chiến thắng. Rồi. Yeah. Rồi, giờ thì cùng xem anh Bo thể hiện như thế nào trong trận khai mạc giải O35 này nha. Mua dữ trời. Mới vô mua ghê thiệt. Khán giả xem nè anh em. Trời ơi, quá dữ. Quá dữ. Quá xa đông. Ngoài kia nữa. Rất đông nha. Quá trời đông. Bóng đá ở quê thực sự rất tuyệt vời anh em ạ. Ghê chưa. Hay quá bo ơi. Tỏa sáng liền chơi. Ủa sao?
Hello. Bảy tám giờ đó biết đâu. Bắt hát rồi đây này, đây có đá banh mà. Đồ rồi. Xong một đèn, hai đèn, ba đèn, bốn đèn, năm đèn, sáu. Cũng hơi thiếu sáng đó nè. Đang lên, đang lên. Từ sáng cho tối. Đây. Đây. Quá xịn. Trời trời. Kết thúc hiệp 1, đội anh Bo dẫn trước một trái và kết quả chung cuộc là đội anh Bo giành chiến thắng 3-1. Do mình vội đi sân khác để đá bóng nên không xem được hiệp 2. Ngay sau đây là giveaway dành cho anh em nè. Anh em hãy comment lý do tại sao ở quê người ta đá sân 5 với bóng nảy chứ không phải là bóng chì futsal. Một chiếc áo xịn như mình đang mặc của nhà Red Sport Việt Nam sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Qua sân khác, đá banh anh em à. Đá banh ở Lagi. Go go go. Ok. Được đỏ dẫn đi đá banh. Trên chân đôi Vapor 14 Pro TF màu xanh dương. Như thường lệ, giày thì Thanh Hùng của San, vớ thì có sẵn link trong phần mô tả. Chuẩn bị đá. Trước tiên review các toilet. Rửa chân, rửa giày đây. Được không? Cũng ok. Hải Chí hả? Khung thành nhỏ nè. Đây, khung thành này quá ổn áp. Sân cũng không có nhiều vạch kẻ. Nằm trong khu hơi hẻo lánh tí xíu. Buồn quá trời. Bành cứng quá, xì bớt. Mấy Messi là 30.
Rồi, ok. Ok. Cái bạn mặc áo Paris Saint-Germain này tên là Đỏ, người xét kèo cho mình đá tối nay. Xưa từng ăn tập futsal chuyên nghiệp tại trẻ Thái Sơn Nam nha anh em. Từ lúc bạn ấy bị đứt dây chằng, mổ xong là về quê ở ẩn luôn, không đá banh nữa. Em đá giữa Đỏ. Ok. Đội bạn có vẻ trẻ khỏe, đội này căng đấy. Chà, bên này trẻ bên... kiểu căng ha. Good. Dài. Ở giữa bị red nên xoay ra biên. Về được. Sao nha? Hay. Cơ hội đối diện thứ môn. Lâm. Không vào. Quay trong. Dứt. Thôi em ơi. Các em. Hay quá. Ây da, đồng đội để mất bóng, bị phản công rồi. Ok rồi. Ây da. Mất tập trung một okay. Cái, thua liền một quả. Cánh luôn. Lầm. Từ, anh cái nữa. Hay. Tiếp luôn. Gót ra. Lùi về bọc lót kịp thời. Cơ hội phản công. Đường chuyền cột 2. Hay. Hyunashi Bana. Có ngay 30k, nhà Đỏ đã kịp quay về lấy bóng. Cùng xem lại nhé. Đội bạn thập sau lưng là mất 30k liền. The Rollet qua hai cầu thủ. Dứt điểm từ xa, không qua được tay thủ môn. Replay. Hai cầu thủ đội bạn kẹp hai bên, ngẫu hứng tung skill của Zidane luôn. Đường chuyền Rabona. Hey. Cố gắng kiểm soát bóng. Treo bóng thẳng vào trong. Đánh đầu. Không vào. Hay. Dứt điểm kỹ thuật. Trời, ngay góc A. Dài được. Không có phạm lỗi. Lấy luôn, đi châu. Ơi. Bây giờ mới là lỗi nè. Ok. Rồi, không sao, thôi. Lỗi. Rồi. Bắt bài đi ngoài biên. Trời ơi. Đá anh nhanh. Đi luôn. Hay. Cầu số 13 này tên Nhật, còn là sinh viên, đá tốt nhất bên tiệm vàng. Pháp. Lấy luôn đó. Giữ người trên. Bả.
chọt cái khe này trống nè. Hay, hai con. Hay da, thủ môn đội bạn hay quá. Bãi Dương. Dứt. Mẹ hả? Rồi đi, đó rồi. Hay. Thấp. Rồi xong. Hết, gôn ra. Rồi canh đi em. Giữ lại. Hay. Đỡ kìa. Về được. Lấy luôn. Ok em. Đây anh em. Đưa. Trời. Hướng lên bên biên này hơi bí. Đành phải quay về thủ môn để chuyển qua cánh bên kia. Tiếp anh. Về đây. Rồi anh nè. Dài, cánh kia. Cánh kia. Rồi từ em. Giữ đi, đợi ta về, đợi mình ra. Tiếp. Rồi giữ đi. Tiếp cái nữa. Ok. Từ từ. Ok, giữ đi. Rồi dắt lên. Tổ em. Ok. Rồi dập đi được. Thấy. Trước khi nhận bóng liếc một cái. Từ, không chuyển. Giữ đi. Giữ dắt lên. Ráng giữ lại. Ê. Nè, lấy cái nữa. Quả mình lao lên đồng đội chuyền sớm là mình suốt được rồi. Tiếc quá. Trọng tài chưa gắt còi. Trận đấu tiếp tục. Lên luôn. Hãy luôn. Ơi. Đỏ xuất hiện. Đi. Rồi. Đỡ bên lại trước đi. Ây da. Quả này bị phập một cái cũng hơi đau. Khứa lòng kỹ thuật. Cầu môn bé quá nên đá kiểu này khó ăn. Rồi anh sớm. Rồi từ giữa. Từ giữa. Đã đi. Ây da. Đá ngay đây cho mình là bật tường thắt rest được rồi. Giữ đi. Qua đâu. Hay. Sao anh ơi. Nè. Sao là. Kê đó. Giữ luôn đó. Giữ luôn em. Em anh. Lấy. Tung cú dứt điểm bằng mu bàn chân. Trời đất ơi. Bóng đi không chính xác. Được hiệp 1 thì máy quay hết pin. Nên mình không có quay hiệp 2. Thắng cách điểm trái. Này trận này. Bên đó đang tốt quá. Ok. Rồi cảm ơn anh. Chung vệ vô đá dưới có người gánh nè. Nhật nó lên giữa mới ok được. Ok cảm ơn em. Hay quá. Rồi. Lâu lâu về tỉnh đá trận banh. Căng mà đuối dã man. Người em cắp cái kèo ác thiệt chứ. Nói để rút kinh nghiệm em mốt già này ngôi là thứ nhất nè. Trung vệ cũng vậy. Thế lỡ kẹt cái đá phá không sao đâu. Tại vì xong ngôi nó chặt xuống nằm đó. 1-2 giây hay 1 phút là tụi con thở là đủ nó đỡ biết kia mà. Ánh Châu welcome. Mấy anh em nãy giờ nhập tiệc bên kia. Nhập tiệc nãy giờ mới biết là ở ngoài đây là sát bờ biển anh em ơi. Ra ngắm biển chơi. Tết thui thùi lùi. Chìm vô màn đêm. Nghe tiếng sóng chưa cả nhà? Nghe tiếng sóng chưa? Flash lên nè. Nghe sóng lớn quá lên tới tận đây luôn.
Đăng Duy Hotel. Tới đây sẽ nghỉ tại đây. Trang trí cây thông luôn rồi nè. Quá đẹp. Nghỉ ngơi. Mai về Sài Gòn thôi. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới nha. Chào, gặp lại. Bye bye. Và anh em có thích mấy kèo đá banh ở các tỉnh như thế này của mình không? Để lại một bình luận nha.